Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 56 của tập bộ truyện nhé, đang vô cùng hấp dẫn. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, để lại những comment cảm xúc, chia sẻ cũng như cảm nhận về bộ truyện này và chia sẻ giúp Phong những video đầu tiên của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mưa gió vẫn như trước, nhưng mà chân trời đã không còn tối đen. Ánh trăng sau mây đen cũng dần dần nhạt đi. Mặt trời mọc ở phương đông đã dần dần xua tan đi đêm tối, như đại diện cho ánh nắng đang tới. Tại thời điểm nhật nguyệt giao hoán, trong màn mưa, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước. Ánh mắt hắn bằng phẳng, không chút gợn sóng. Trời mưa thế này làm cho hắn nghĩ đến tuyết của Triệu Quốc. Hắn không biết nơi này thuộc về vị trí nào của Nam Vực. Chỉ thấy được một dãy núi liên miên, không nhìn thấy bờ. Bốn phía chỉ có mưa làm bạn, chỉ có gió lạnh tiễn được. Trận chiến cùng với Chu Kiệt, Mạnh Hạo đã kiểm chứng được chiến lược đỉnh cao của bản thân. Sau khi có năm tòa đạo đài, nó có thể áp chế đối với đạo tử trúc cơ mạnh nhất. Đáng tiếc, thuật pháp của ta vẫn còn thiếu, pháp bảo cũng chỉ có một, nên không có nghiền ép được hoàn toàn. Mạnh Hạo trầm tư suy nghĩ đi trong mưa. Từ khi đi vào con đường tu chân giới, khác hoàn toàn so với việc đọc sách. Hắn dần dần học được cách kiểm điểm còn thiếu của bản thân, không thể để cho thiếu điểm thiếu sót này trở thành mảnh đất chôn mình ở trong những trận chiến tiếp theo. Về phương diện thuật pháp này, nhất thời không có biện pháp giải quyết, nhưng mà nếu có thể bái nhập Tử Vận Tông cũng có thể giảm bớt không ít. Nhưng mà pháp bảo, Mạnh Hạo nhíu mày. Pháp bảo quán phần lớn đã đoạt được qua đấu pháp, nhưng mà theo tu vi không ngừng lên cao, lại dần dần thiếu bảo vật sắc bén. Chỉ có kiếm gỗ, chỉ có lôi vụ, còn có lưới nhỏ màu đen, hay là bảo phiến cùng tiễn cũng đã dần dần mất đi tác dụng. Cũng không phải là không có biện pháp. Ta có hai loại phương pháp luyện chế pháp bảo. Thứ nhất là phải đi Mặc Thổ tìm Hàn Tuyết Tạp, lấy tất la lôi tang đỉnh diệp nuôi nấng, khiến cho nó lột biến thành vô mục, phun ra tơ tằm bất diệt kia. Thứ hai chính là lấy ngọc trang của tổ tiên Hàn Bối luyện ra chí bảo Tuế Nguyệt. Hai thứ này có thể thành một thì lập tức có thể giải quyết được khốn khổ của ta hiện nay. Đáng tiếc là điều rất khó khăn, không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Ngoài ra còn có lá cờ ba đuôi này. Đáng tiếc vật ấy tu vi hiện nay của ta không thể lay động lấy ra được. Mạnh Hạo lắc đầu, trầm ngâm. Khi nhìn mưa không có ý dừng, ngược lại càng lần dần lớn hơn, thân hắn lóe lên một cái, thẳng đến dưới chân một dãy núi. Tay phải nâng lên, có phi kiếm gào thét ra. Một lát sau, một cửa động phủ đã được mở. Mạnh Hạo vung tay áo, thân mình như là chim ưng bay thẳng vào trong động phủ đó. Tại bên trong khoanh chân ngồi xuống, tu vi tản ra phía ngoài. Nhất thời hơi ẩm trong động phủ vừa mới mở ra này lập tức tiêu tan, mà lại nhiều thêm một chút hơi ấm. Mạnh Hạo vừa há mồm phun ra lôi vụ, thì lôi vụ bay ra bao phủ lối vào động phủ. Lúc này hắn mới nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển tu vi trong cơ thể. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, Mạnh Hạo mở mắt, tay phải nâng lên chạm vào túi chữ vật. Trong tay hắn xuất hiện một viên chân châu. Hạt châu này thoạt nhìn giống như là đi khắp tứ phương, nhưng mà rất cẩn thận nhìn lại thì không phải là như vậy, rất kỳ dị. Mạnh Hạo nhìn hạt châu trong tay, hít thở sâu một cái, ở trong mắt lộ ra sự chờ mong. Sau đó lấy gương đồng ra, không tiếc linh thạch phục chế lại một viên nữa. Đáng tiếc linh thạch quán không có nhiều. Ở trong khi phục chế được một viên thì Mạnh Hạo chần chờ một lúc, không tiếp tục nữa. Hy vọng chân châu này có thể giải quyết bỉ ngạn độc của ta. Mạnh Hạo cầm tứ phương chân châu, hai mắt lóe lên. Hắn không biết cách sử dụng cái viên chân châu này, nhưng mà Mạnh Hạo hôm nay cũng không còn là tu sĩ ngày đó, đã là người mạnh nhất trong trúc cơ. Giờ phút này linh thức mạnh động, đi thẳng đến chân châu này, ở trong khoảnh khắc dũng mãnh tiến vào bên trong. Một lát sau, Mạnh Hạo nhíu mày,
cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này dưới lên hạt châu, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng bị hạt châu này hấp thu. Lập tức hạt châu này trong tay Mạnh Hạo bắt đầu hòa tan, từng làn khói màu trắng bay ra, mang theo một cỗ mùi thơm ngào ngắt, lại giống như là ẩn chứa một cỗ khí tức thanh lọc. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ trầm tư. Hồi lâu, tay phải hắn nâng lên hướng mặt đất nhấn một cái, lập tức dãy núi của động phủ này chấn động. Giữa bàn tay Mạnh Hạo xuất hiện một cái khe, một cây dây leo mạnh mẽ chui ra. Dưới khống chế của tâm thần Mạnh Hạo, dây leo vừa xuất hiện thì lập tức hướng về làn khói hút nhẹ một cái. Nhất thời có một làn khói lao thẳng đến phía trên cây dây leo. Nháy mắt bị hút vào trong, ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, ngưng thần nhìn lại. Cũng chỉ qua hơn 10 hơi thở, màu sắc của dây leo kia liền có sự chuyển biến, không còn là màu đỏ sậm nữa mà đã chậm rãi chuyển thành màu trắng, thậm chí là trên thân cây còn lộ ra một cảm giác tinh thuần. Cho đến một lúc lâu sau, Mạnh Hạo nghĩ ra cái gì đó, lúc này mới nhìn về phía chân châu đang dần dần hòa tan. Mắt hắn nhìn theo làn khói tản ra, ở trong ánh mắt lộ ra một chút quyết đoán, mở miệng khẽ hút. Làn khói kia lập tức lạt theo mũi đi vào cơ thể của Mạnh Hạo. Tại một cái chớp mắt đó, hai mắt của Mạnh Hạo nhắm nghiền, nhưng mà cũng chỉ hơn 10 hơi thở sau, toàn thân của Mạnh Hạo chấn động mạnh mẽ. Ở trên mặt hắn nổi gân xanh, hai mắt mở ra, ở trong con ngươi của hắn chuyển hóa ra một mặt quỷ, giống như là khóc lại không phải khóc, tự tiếu phi tiếu, mà trên khuôn mặt quỷ đó lại nổi lên một tầng xương, xương này chính là làn khói. Làn khói này giống như đang có ý định tinh lọc độc bỉ ngạn hoa trong cơ thể của Mạnh Hạo. Thời gian dần dần trôi, nửa canh giờ sau, Mạnh Hạo mồ hôi như là mưa, sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt tàn ra càng thêm chấp nhất. Lúc này hắn đã hút thêm một hơi nữa, đã có một lượng lớn khói lớn lập tức đi vào trong mũi hắn, tan vào trong cơ thể, khiến cho khuôn mặt quỷ ở trong hai con ngươi của hắn xuất hiện thêm méo mó. Mơ hồ có tiếng kêu thê lương chói tai quanh quẩn trong đầu óc Mạnh Hạo. Thân thể hắn còn xuất hiện cảm giác xé rách, như là trong người đang có một mối đấu tranh sinh tử. Đặc biệt là trong hai con ngươi của hắn, mặt quỷ lúc này càng thêm vặn vẹo, vậy mà lại xuất hiện ảo cảnh trùng điệp. Hơn nữa là có một chút hắc khí chui ra từ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Hắc khí đó giữa không trung đã hình thành một gốc cây bỉ ngạn hoa ba màu. Nhưng tứ phương châu trước mặt Mạnh Hạo cũng đã có dấu hiệu ảm đạm, giống như sắp phóng thích ra toàn bộ khí tức. Này kích cỡ đã giảm xuống còn một nửa, sợ là dùng không được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn là hòa tan thành khói. Còn hạt châu chân ấy thì hoàn toàn đã biến mất. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, hắn không một chút do dự, tay phải bỗng nhiên nâng lên nắm lấy hạt chân châu. Lần này không phải là hấp thu làn khói nữa, mà là đem hạt châu này về trong miệng mạnh mẽ mà nuốt xuống. Trong nháy mắt, cơ thể Mạnh Hạo truyền ra tiếng nổ vang, giống như là cùng lúc hô ứng với tiếng sấm bên ngoài. Bị ngạn hoa trên thiên linh quán như có cuồng phong quét ngang, lần đầu xuất hiện dấu hiệu như là muốn tiêu tán. Từng trận tiếng thét thê lương càng thêm chói tai, tràn ngập trong đầu óc của Mạnh Hạo. Giờ phút này vẻ mặt hắn đã trở nên vặn vẹo. Lúc tay phải nhấc lên thì không hề chần chờ, lấy ra viên tứ phương châu thứ hai, cắn răng không tiếc tất cả linh thạch bắt đầu phục chế. Sau khi liên tục phục chế hai viên, linh thạch đã hết sạch. Mạnh Hạo một lần cầm toàn bộ tứ phương châu, ở trong mắt lộ ra quyết đoán, nuốt xuống một lần. Khi những viên tứ phương châu này nuốt vào trong miệng, tiếng gầm rú trong cơ thể Mạnh Hạo kinh thiên động địa, cho dù là núi non bên ngoài cũng đã truyền rất xa. Mà cũng tại lúc này, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể quán đều có làn khói màu trắng khuếch tán ra, bao phủ cả người hắn vào sâu bên trong. Bị ngạn hoa trên đỉnh đầu hắn lúc này đã run run, dường như là muốn tiêu tán, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mở đi. Mà bên trong xương trắng, mặt quỷ ở trong hai con ngươi Mạnh Hạo không ngừng trùng điệp lên nhau, dần dần mơ hồ, dường như là hạt châu này thực sự có thể giải độc bỉ ngạn hoa vậy. Thậm chí nửa canh giờ trôi qua, ảo ảnh của bỉ ngạn hoa trên đỉnh đầu vậy mà lại hoàn toàn biến mất, mặt quỷ trong con ngươi hắn cũng không hề còn. Nhưng mà lúc này, đột nhiên sương mù bao trùm toàn thân thể của Mạnh Hạo. Nguyên bản sau khi đang xua tan ảo ảnh bỉ ngạn hoa đang khuếch tán ra ngoài biến mất, nhưng mà ngay sau đó, những làn khói trắng này đột nhiên chấn động,
ở trong nháy mắt quay cuồng, ngưng tụ thẳng đến đỉnh đầu Mạnh Hạo. Tại trong sương mù màu trắng này xuất hiện một chút hồng quang, sau đó lại xuất hiện một chút quầng sáng màu vàng, tiếp đó lại là một màu xanh như bầu trời, khoảnh khắc chui ra. Kể từ đó bốn màu giao hòa, quay cuồng bên trong sương mù, vậy mà lại ngưng tụ ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa bốn màu. Dường như Bỉ Ngạn Hoa này căn bản không có khả năng bị hủy diệt. Cho dù là lúc trước nhìn như đã bị diệt đi, nhưng mà nó lại trong lúc tử vong mà chuyển thế một lần nữa xuất hiện. Sắc mặt Mạnh Hạo cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Bỉ Ngạn Hoa bốn màu đang lơ lửng ở trên phía trên. Ánh mắt lộ ra âm trầm, nhưng mà rất nhanh, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Hắn chết lặng, không chớp mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa bốn màu. Nhìn đóa hoa giống như là mặt quỷ kia, khí tức dường như là không còn rất mạnh nữa. So với ba màu lúc trước không có khác biệt, thậm chí bộ dạng còn có vẻ không bằng. Thèn chốt nhất là vào lúc này, ảo ảnh Bỉ Ngạn Hoa này đang run run. Đây không phải là màu thứ tư. Ở trong khoảnh khắc, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang, cẩn thận nhìn đóa Bỉ Ngạn Hoa phía trên. Ở trong đầu hắn hiện ra cây Bỉ Ngạn Hoa bốn màu đã từng nhìn thấy trong Huyết Tiên truyền thừa. Sau khi so sánh, đã dần dần phát hiện ra sự bất đồng. Nếu thực sự nở ra sắc màu thứ tư, bản thân ta hẳn nên là người hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa mới đúng. Nhưng mà hiện tại ta không có phát hiện gì khác thường, và lại màu sắc thứ tư của hoa này. Đúng vào lúc này, đóa Bỉ Ngạn Hoa bốn màu run run kia đột nhiên chấn động, cánh hoa màu trắng phía trên phút chốc vỡ vụn, hóa thành một mảnh sắc trắng. Khi thẳng đến cánh hoa màu xanh, Bỉ Ngạn Hoa run run mãnh liệt hơn. Qua mấy cái thời gian hô hấp, hai mắt Mạnh Hạo lại sáng lên. Hắn tận mắt nhìn thấy cánh hoa màu xanh kia lúc này đang khô héo, ở trong khoảnh khắc liền hòa tan tiêu tán, khiến cho Bỉ Ngạn Hoa trôi nổi ở trong không trung lúc này, tại một chớp mắt đó chỉ còn lại hai màu. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ còn thấy được cánh hoa màu xanh không hoàn toàn biến mất, mà còn một tia tồn tại, như thể tùy thời gian trôi qua mà dần dần hồi phục. Hơn nữa đóa Bỉ Ngạn Hoa hai màu kia giờ phút này tuy là yếu, nhưng mà lại có một cỗ khí tức tinh thuần tràn ra, giống như là sau khi nó hấp thu Tứ Phương Châu. Cho dù là tổn thất một màu, nhưng mà sau đó tác dụng giải độc của Tứ Phương Châu sẽ không còn một chút tác dụng nào đối với nó nữa. Bỉ Ngạn Hoa hai màu này chợt lóe lên, không cho Mạnh Hạo cự tuyệt, trực tiếp nhập vào Thiên Đinh quán. Hơi thở yếu đi hơn phần nửa, khiến cho Mạnh Hạo đứng lên. Sau khi do dự, trong mắt đã mạnh mẽ lộ ra một chút quyết đoán. Tứ Phương Châu này có một chút hiệu quả, nhưng mà hiển nhiên không thể hoàn toàn cởi bỏ. Phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong Tử Vận Tông, tìm kiếm biện pháp cởi bỏ Bỉ Ngạn Hoa này. Nếu không, độc hoa này ở trong người như là nghẹn cổ họng vậy. Sau khi đứng dậy, Mạnh Hạo đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Mặt nạ màu máu nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn mặt nạ này, Mạnh Hạo chần chờ một chút. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự là không muốn dây dưa nhiều với miếng mỡ đông này. Ở trình độ chán ghét vật này đã đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, Mạnh Hạo cảm nhận rất sâu. Trầm mặc một lát, hắn lộ ra vẻ quyết đoán, linh thức dung nhập vào trong mặt nạ màu máu. Trước mặt tối sầm lại, Mạnh Hạo vừa vào thì liền cảm nhận được hơi thở của Huyết Ngao. Khí tức này càng lúc càng mạnh, khiến cho hắn có chút yên lòng hơn. Huyết Ngao là đòn sát thủ mạnh nhất quán trong tương lai. Mạnh Hạo rất chờ mong cái con chó nhỏ năm đó thức tỉnh, chờ mong nó khi tỉnh lại xuất hiện bên cạnh mình, ngửa mặt gào một tiếng dài. Sau đó, linh thức của Mạnh Hạo đã rơi vào bên trong lá cờ ba đuôi kia, vừa nhìn lại thì không thể rời mắt. Vật này tất nhiên là chí bảo, nhưng mà lại không thể lấy ra, điểm này làm cho Mạnh Hạo rất là bất đắc dĩ. Khi linh thức của Mạnh Hạo nhìn về phía lão tổ Lý Gia thì liền sửng sốt. Giờ phút này lão tổ Lý Gia tiều tụy trước này chưa từng có, hồn thể dường như đã gần sụp đổ, suy yếu tới cực điểm, nhất là hai mắt đờ đẫn còn có vẻ như gần như tuyệt vọng kia, làm cho Mạnh Hạo nhìn thấy liền cảm thấy mình còn đánh giá thấp trình độ khủng bố của cái miếng mỡ đông này. Miếng mỡ đông biến thành con vẹt đang đứng trên vai lão tổ Lý Gia, ánh mắt sáng người nói liên tục, thậm chí nó còn không để ý tới Mạnh Hạo, mà thân hình lão tổ Lý Gia cứ vài hơi thở thì lại run lên một cái. Mạnh Hạo có chút chần chờ, nhưng mà hắn càng cắn răng chậm rãi tới gần. Ngay kén tới gần, miếng mỡ đông ngẩng đầu, sau khi nhận thấy linh thức của Mạnh Hạo thì nó liền hô lớn. Ồ, người tới rồi sao? Nếu người không cùng tham dự vào đi, ta cũng là lão nhân này đang nói tới một chiều vào 7 vạn năm trước, vẫn còn chưa nói xong đây này. Lão đã đáp ứng ta, muốn nghe ta nói tất đấy.
Miếng mỡ đồng nhất rất thời kích động, giống như là chờ mong có thể kéo Mạnh Hạo tham gia. Mạnh Hạo dùng mình, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, lão tổ Lý Gia thấy được Mạnh Hạo thì giống như là gặp được thân nhân, kích động gào lên. Tại cái tiếng gào này, lão giống như là liều lĩnh không để ý tới gì mà lao tới. Lão phù Lý Học Phong là lão tổ vài ngàn năm trước của Lý Gia, năm đó ta đoạt giá pho tượng thần vệ trong Huyết Điên truyền thừa, van cầu ngươi đừng để cái con chim này tới đây nữa, ta sẽ nói hết toàn bộ, ngươi muốn hỏi gì ta nói tất. Ta còn có công pháp Lý Gia, còn có thần thông của Lý Gia, ngươi muốn cái gì ta đều nói tất, đều nói cho ngươi hết. Van ngươi, ta van ngươi đấy, nhanh chóng đưa nó đi đi. Câm mồm, không lớn không nhỏ, lão nhân gia ta lại khiến cho người ta chán ghét thế sao? Ngươi quá là không có đạo đức rồi, ngươi là của ta. Miếng mỡ đồng nghe thấy lão nói như vậy thì liền nổi giận, xoay người lại rất chi là nghiêm túc nói với Mạnh Hạo: lão là của ta, lão còn chưa từ trên con đường tà ác trở lại, ta còn có hơn 70.000 năm của ngươi. Là của ngươi, chắc chắn lão là của ngươi. Mạnh Hạo vội mở miệng ngay, nói như chém đinh chặt sắt, không một chút chần chừ. Được rồi, nể mặt ngươi thống khoái gọn gàng như vậy, lần thảo luận này sẽ không để cho ngươi tham dự. Ta muốn giáo huấn cái lão đầu này một chút. Lại dám cáo trạng sao? Cáo trạng à? Ta hận nhất là người cáo trạng, thật là không có đạo đức mà. Cái miếng mỡ đồng quay đầu, nổi giận đùng đùng mở miệng, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên là rất kích động vì đột nhiên có thêm một đề tài nữa. Lão tổ Lý Gia lộ vẻ tuyệt vọng, cầu xin nhìn Mạnh Hạo. Giờ phút này lão vô cùng hối hận, trước kia vì sao lại kiêu căng, nếu sớm ngoan ngoãn một chút thì lão cũng không có bị cái con chim cực kỳ khủng bố này tra tấn. Nghĩ tới cái cuộc sống mấy ngày qua, loại sống không bằng chết này, như ác mộng muốn chết cũng không được, lão tổ Lý Gia run rẩy không ngừng. Mạnh Hạo vội ho một tiếng: lão nhân gia ngài thiên biến vạn hóa, vãn bối sắp muốn lẫn vào một cái tông môn, không biết là chỗ tiền bối có thể cho mượn vài phần lực lượng biến hóa không? Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ, trong lúc mở miệng còn lùi lùi phía sau vài bước. Miếng mỡ đồng nghe vậy thì liền kinh ngạc quay người nhìn Mạnh Hạo: ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm chuyện xấu gì? Không phải, tại trong tông môn kia có một tên phi thường tà ác, ta muốn lẫn vào trong tông môn kia, vào đó bắt đến người này, sau đó giao cho tiền bối giáo dục một chút, để y thoát khỏi cái con đường tà ác chứ. Mạnh Hạo vội vàng dùng lời chính nghĩa nói, một bộ ta đây tràn ngập chính khí. Ồ, lại còn có việc này à? Tốt. Mạnh Hạo ngươi làm rất đúng, cái tên tà ác như thế thì phải cần lão nhân gia ta giáo dục. Nhưng mà... Miếng mỡ đồng lập tức kích động, đang nói không ngừng, đột nhiên dần chờ: ta sẽ mang tới một tên ác bá sớm nhất có thể, để cho tiền bối cảm hóa. Mạnh Hạo lại nhanh chóng mở miệng, thanh âm tràn ngập mê hoặc. Miếng mỡ đồng nhất thời kích động hơn, chút lưỡng lự đã giảm đi rất nhiều. Hai tên ác bá! Mạnh Hạo vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Thân hình miếng mỡ đồng run lên, kích động vỗ cánh, nhưng bà vẫn mơ hồ có chút chần chừ. Năm tên ác bá, mấy ngày nay ta đến tìm năm tên ác bá cho người. Mạnh Hạo cắn răng quyết đoán ấy. Nghe được vậy, miếng mỡ đồng nhất thời gào lên, thân hình run run, hai mắt chớp động mà đỏ lên. Nó nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hô hấp có chút dồn dập. Ta muốn ba tên ác bá. Miếng mỡ đồng mạnh mẽ nói, một bộ bất cứ giá nào, nhưng mà lại càng khẩn trương nhìn Mạnh Hạo, như là sợ Mạnh Hạo không đồng ý. Hả? Ba tên? Mạnh Hạo sừng sốt, vốn tưởng cái bộ dáng kích động như thế của nó chắc chắn sẽ mở ra cái công phu sư tử ngoạn, nhưng mà lại không nghĩ chỉ từng đó. Ba tên? Bắt tới ba tên ác bá cho ta, ta liền giúp người, thiếu một tên cũng không được. Miếng mỡ đồng giống lớn, nếu một bộ Mạnh Hạo không đồng ý thì nó liều mạng. Trong lòng Mạnh Hạo có chút cổ quái, nhưng mà cũng gấp gáp gật đầu. Tốt, tìm ba tên ác bá cho người, một tên cũng không thiếu. Mạnh Hạo nói xong, vội vàng thu hồi linh thức, hít sâu một hơi, thần sắc càng là cổ quái hơn, nhìn mặt nạ màu máu ở trong tay. Miếng mỡ đông này không biết đếm à? Ta nói là năm, mà nó lại có bộ dạng như gấp rút, vậy mà là hô lên ba. Mạnh Hạo thì thào, liền tranh thủ thu hồi mặt nạ, thân hình nhoáng lên, hóa thành cầu vồng và trực tiếp bay ra khỏi động phủ. Bên ngoài mưa đã giảm nhiều, Mạnh Hạo bay nhanh, hóa thành một tia sáng, khoảnh khắc đã đi xa. Hai ngày sau, Mạnh lão đệ, không xa rồi,
phía trước là nơi của mấy huynh trưởng ta. Đến đó rồi nhất định phải ở một thời gian đấy. Ta và ngươi nhất kiến như cố, tất phải kết bái một phen. Phải biết rằng tại đây, thành danh hoàng gia ngũ tiền chúng ta rất có thể trợ giúp cho lão đệ hành tẩu. Ở trên sơn đạo, một hán tử hơn 30, một thân hoàng bào, râu cá chê, hai mắt nhỏ thó nhìn một thanh niên bên cạnh cười nói. Thiếu niên kia dường như là rất ngại ngùng, tu vi thoạt nhìn chỉ là ngưng khí tầng 8, so với hán tử này thì cao hơn một tầng. Đa tạ hoàng đại ca, đây là lần đầu tiên tiểu đệ rời tông môn gặp được hoàng đại ca, đúng là vận may của ta. Thanh niên ngại ngùng liên tục nói lời cảm tạ. Ra cửa nhờ bằng hữu, chút chuyện nhỏ không đáng kể, ta và mấy vị huynh trưởng đều rất là hiếu khách. Và lại lão đệ với tuổi này đã có tu vi như vậy, ngày sau tất là bất khả hạn lượng, sắp trở thành nhân tài kiệt xuất nam vực rồi. Thậm chí đệ có thể sánh ngang với thiên kiêu, vài huynh trưởng nhà ta tất sẽ trọng thị lão đệ, càng là vui vẻ kết giao. Hắn tử cười ha ha, vỗ vai thanh niên, nhưng mà trong mắt lại lộ ra một chút khinh miệt cùng với tham lam. Nhìn thoáng qua túi trữ vật lộ ra bên ngoài của thanh niên, y chưa từng thấy qua cái túi trữ vật như vậy, vừa gặp liền biết không phải là bình thường. Trên thực tế, với tầm mắt kẻ này thì tự nhiên không cách nào thấy qua túi trữ vật như vậy, bởi vì đó là túi càn khôn, mà thanh niên này chính là Mạnh Hạo. Hai người gặp nhau tại một chỗ núi hoang. Lúc đó hắn tử áo vàng này nhìn thấy túi càn khôn quán, nhưng mà vì thấy tu vi Mạnh Hạo nên mới bỏ qua ý niệm cướp đoạt, mà lại nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, nói mấy câu liền moi ra không ít nội dung. Một tên đệ tử trong tông môn chưa từng nghe tên ra ngoài lịch lãm, vậy thì trên người đệ tử đó chắc phải là có một ít pháp bảo mệnh lệnh của tông môn. Nhưng mà phần lớn những kẻ như thế này đều không có lịch duyệt, bị ta toàn hót vài câu liền lâng lâng. Hắn tử áo vàng cười tùm tìm nhìn Mạnh Hạo, ở trong lòng đã coi như là nhìn thấu tất cả về đối phương. Mạnh Hạo càng thêm ngại ngùng, trong lòng lại cảm thấy may mắn. Mình đã làm ra 2 ngày rồi, mình đã tìm 2 ngày rồi, rốt cuộc cũng tìm được tu sĩ ác bá này. Còn may mắn hơn là cái tên tu sĩ này lại mang tới mình một nơi có nhiều ác bá hơn nữa, chắc là miếng mỡ đông sẽ rất thích đây. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Khi bọn họ tới trước một chân núi thì vài tòa động phủ cửa động đóng kín, như là đào hết nửa cái bụng núi. Trước cửa động làm bằng đá xanh, còn có 2 tượng sư tử đá, rất là sống động, nhưng mà lại không hợp với khung cảnh bốn phía, hình như là vác từ nơi khác tới vậy. Bên ngoài động phủ còn có 2 tòa tháp cao. Tháp này không phải là thổ mộc, mà là một đống hải cốt, có xương người, cũng có xương thú, chất cao mà lên, nhìn rất là âm trầm. Lão đệ chính là chỗ đó. Hắn tử áo vàng cười ha ha, mở miệng nói với Mạnh Hạo. Nơi này... Mạnh Hạo nhíu mày. Lão cả biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Nơi đây là hoang sơn dã lĩnh, tu sĩ chúng ta sống ở nơi này, dù không trêu chọc người khác, nhưng mà cũng không thể không phòng bị. Những bài trí này chỉ dùng để dọa người ấy mà. Hắn tử áo vàng nói. Mạnh Hạo không nói gì, nhưng mà trong mắt đã thầm có lạnh ý. Chỉ là hắn tử áo vàng không phát hiện được. Giờ phút này sau khi nói xong, y phất tay áo, lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm hóa thành cầu vòng mà bay thẳng về phía động phủ. Mạnh Hạo ở phía sau đạp lên phi kiếm, lạnh mắt đi theo. Hai người vừa tới gần, tên hắn tử áo vàng vung tay phải lên, một đạo hồng quang bay ra, dừng ở trên cửa động phủ. Nhất thời cửa đá ầm ầm chấn động, tự động mở ra. Gần như là ngay khi cửa đá mở ra, ở trong đó có 3 tên tu sĩ đi ra. 3 người này đều khoảng 40 tuổi, tu vi đều là ngưng khí tầng 9. Trong đó có 2 tên bộ mặt dữ tợn, một người đó lại thì xanh xao, vàng vọt, nhưng mà hai mắt lộ ra quang mang gian xảo. Ở trong tay cầm một cây quạt, lúc này gã cười cười rồi đảo mắt lên người của Mạnh Hạo. 3 vị ca ca, đây là Mạnh tiểu hữu mà tiểu đệ gặp được ở trên đường. Lần đầu tiên rời tông môn, được tiểu đệ mời về ở ít ngày, chúng ta cần phải chiêu đãi cho thật tốt đó. Hắn tử áo vàng cười ha ha, dừng lại ở giữa 3 người, quay đầu tùm tìm nhìn Mạnh Hạo. Tên đại hán có vẻ mặt dữ tợn kia đảo mắt nhìn lên người của Mạnh Hạo, rồi lộ ra một nụ cười. Với nụ cười này, vô luận thế nào cũng thấy có chút dữ tợn, giống như là nhìn một con cừu không có thực lực dãy giụa vậy. Trong 3 người, trung niên có đôi mắt gian xảo, thân hình ốm nhích, tay cầm quạt kia cười hiền hòa, y ôm quyền chào Mạnh Hạo. Hoàng mỗ đã sớm nghe được chim khách hót, vẫn còn đang buồn bực sao khách quý vẫn chưa tới.
vừa gặp được đạo hữu thì liền thấy anh khí ngập vào mặt. Lại nghe ngũ đệ nói như thế, quả nhiên là người trong tông môn lớn đi ra, là nhân trung long phượng. Cái loại người như đạo hữu chúng ta rất là kính ngưỡng. Đạo hữu, mời vào động phủ. Nam tử trung niên cười ôm quyền nói. Cái này... Mạnh Hạo như là được tán dương mà ngượng ngùng. Hắn vội vàng ôm quyền, nhưng bước vào động phủ thì hắn vẫn có chút chần chừ. Ở trong lòng cũng là thở dài, vẻ to hót của đối phương thật là giả tạo. Nếu đổi lại là mình thì còn làm tốt hơn nhiều, hấp dẫn hơn mấy phần nữa. Lão đệ, đến cửa nhà rồi, vào cùng với ca ca đi. Đến đây thì cứ coi như là nhà mình nha. Hắn từ áo vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười, kéo Mạnh Hạo bước vào trong động phủ. Dưới thịnh tình lôi kéo của hắn từ áo vàng, Mạnh Hạo mang theo trần trờ đi vào trong động phủ. Cửa đá động phủ ầm ầm đóng lại, trước mặt Mạnh Hạo liền xuất hiện một mảnh ánh sáng dạ minh châu. Động phủ này rất là rộng rãi, trong đó rất xa hoa, rất đầy đủ. Chẳng những có phong luyện đan, thậm chí còn có sân thuốc. Lão đệ, đây là nhị ca của ta, vị này là tam ca, kia là tứ ca, ta xếp hàng thứ năm. Hắn từ áo vàng vừa đi vừa giới thiệu, vui cười cởi mở. Nhưng một lúc nói chuyện thì lại âm thầm đánh cái nháy mắt với nam tử gian trá tuyên bố bài gọi là nhị lão kia. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Mạnh Hạo ôm quyền, càng thêm ngượng ngùng nói. Ánh mắt thì lại đảo qua nhìn về bốn phía, thần sắc vừa lộ ra vẻ hài lòng. Nhất là khi nhìn những viên dạ minh châu kia thì hai mắt càng là phát sáng. Mạnh đạo hữu, động phủ này cũng được đấy chứ. Lão nhị hoàng gia phất phất cánh quạt trong tay, thần sắc lộ ra một chút khinh miệt mà người ngoài không nhìn thấy, như là đang đùa giỡn mà nhìn Mạnh Hạo vậy. Không tệ không tệ, động phủ này rất là đầy đủ, mật thất không ít, thực là khó có được. Mạnh Hạo thật tâm tán thưởng. Nhất là những viên dạ minh châu này càng là tuyệt hảo, hơn nữa là theo ta thấy nơi này linh khí không ít, chẳng đã còn có linh tuyền à? Mạnh Hạo kinh ngạc nói. Đúng là có một linh tuyền, bằng không thì năm người chúng ta cũng sẽ không có lựa chọn làm động phủ tại nơi này. Lão nhị hoàng gia cười nói, thần sắc khinh miệt càng thêm lộ rõ. Ở trong mắt y, Mạnh Hạo như là đã lọt vào hang hổ rồi. Mà lão tam lão tứ bên cạnh thì nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười càng đậm. Tất cả đều coi Mạnh Hạo là dê vào hang sói. Mà lão ngũ bên kia cũng cười tươi, gã nhìn luôn túi chứa vật của Mạnh Hạo, nụ cười càng thêm sáng lạn hơn. Gã cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình, thuận tay mà dắt về được một con dê béo múp. Mạnh Hạo cũng cười, tuy nói là ngại ngùng nhưng mà nụ cười lại vô cùng chân thành, rất vui. Hắn đã xem trọng động phủ này rồi, hắn lại càng xem trọng mấy người này. Mọi người cùng nhau cười, theo nhau tiến sâu vào trong động phủ. Mấy ngày gần đây, đại ca của ta tìm một tên họa sĩ để vẽ tranh, không tiện ra ngoài. Mạnh đạo hữu, nếu không chúng ta đi nhìn một chút nhé. Lão nhị mở miệng, vừa nói xong thì không để Mạnh Hạo có cơ hội cự tuyệt, mà trực tiếp đi về trung tâm động phủ. Nơi đó có một chỗ trống trải rộng rãi, dạ minh châu xung quanh càng nhiều hơn, nhất là nơi ở cao giữa còn có một cái ghế dựa cực bự. Cái ghế này được làm từ linh thạch nấu chảy. Ngồi trên đó là một tên đại hán dưới 50 tuổi, một thân mang báo bảo tím, thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, cũng là có một luồng sát khí tràn ngập mà ra. Tu vi của đại hán này không phải ngưng khí kỳ mà là trúc cơ sơ kỳ. Giờ phút này trước mặt đại hán có một lão già gầy gò, ăn mặc có chút làm đủ, thân hình run rẩy, đang cầm bút vẽ. Phía trước ông lão là một bức tranh, chính là vẽ chân dung của đại hán. Khi mọi người đi tới nơi thì đại hán kia liếc mắt nhìn qua, không nhìn thẳng về Mạnh Hạo mà nhìn về hắn từ áo vàng một cái, lại hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì thì không nên ra ngoài. Mấy ngày này mí mắt của ta luôn mấp máy, tâm thần không yên. Nếu trở lại thì an tĩnh một chút đi. Vừa vặn để tên họa sĩ này vẽ cho các người mỗi người một bức họa. Hắn từ áo vàng rất kính sợ, vội vàng gật đầu đồng ý. Gã tiến lên vài bước, ngồi bên người đại hán. Cùng lúc đó, mấy người nhị lão cũng ôm quyền, cung kính cúi đầu chào đại hán kia. Tất cả không để ý tới Mạnh Hạo nữa, mà lần lượt đi tới ngồi bên cạnh đại hán. Mấy người ngồi đó nói chuyện gì, làm cho Mạnh Hạo đứng không xa, ở trên mặt không khỏi lộ ra bộ dạng xấu hổ. Ê, tên họa sĩ người cố gắng vẽ cho mấy huynh đệ ta bức tranh, chờ khi vẽ xong rồi,
tự nhiên sẽ không làm khó người. Đại hán áo tím thản nhiên nói. Lời vừa ra thì lão già đầu bạc kia càng thêm run rẩy, vội vàng gật đầu. Còn lão nhị nữa, mấy ngày nay tâm thần ta rất loạn, ngươi phải nhớ kiểm tra trận pháp một chút, nếu có gì ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể tùy thời truyền tống rời đi. Lão Tam, lão Tứ, hai người các ngươi nghe cho kỹ, mấy ngày nay không thể ra ngoài. Đại hán áo tím nói ra mấy câu, những người bên cạnh liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không ai để tới Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo càng thêm xấu hổ hơn. Hắn thầm nghĩ, vẫn cảm thấy nên chào hỏi một chút, vì vậy hắn vội vã ho lên một tiếng. Tiếng ho này lại không làm ai để ý tới. Đại hán áo tím cũng không nhìn Mạnh Hạo một chút, mà những người bên cạnh y bao gồm cả hắn từ áo vàng cũng không ngẩng đầu lên. Mạnh Hạo thở dài, dùng sức khom ho khan lớn, cắt đứt lời mấy người nói chuyện, rốt cục hắn cũng có thể làm cho năm người quay đầu nhìn lên. Người kia là ai? Đại hán áo tím nhíu mày âm trầm mở miệng. Là một tên oa nhi được lão ngũ ngoài ra ngoài thuận tiện nhặt về, nghe nói là lần đầu tiên ra khỏi tông môn. Lão nhị hoàng gia vung quạt cười nói, tiểu tử ngu ngốc thôi rồi, trên người đã có một túi chữ vật không tệ, vì thế ta điền tới bắt chuyện, không nghĩ tới chỉ dùng mấy câu làm cho không nhận ra trời nam đất bắc, ta liền thuận tay đưa hắn trở về. Hắn từ áo vàng cười nói, đưa túi chữ vật của ngươi ra đây. Đại hán áo tím nghe vậy, y liền nhìn Mạnh Hạo một cái, thản nhiên nói, thân sắc rất là kiêu căng. Trên thực tế khi y thấy Mạnh Hạo chỉ là ngưng khí kỳ, thì xác thực không đủ tư cách để y quá mức để ý. Động phủ này không tệ, cho ta đi, được chứ? Ngoài ra cái ghế này của ngươi cũng rất tốt, bất quá là cũng hơi lãng phí, cũng cho ta đi. Mạnh Hạo vừa cười vừa nói nhìn xung quanh, rất là tùy ý. Bộ dạng hắn nhìn xung quanh giống như là đang coi động phủ là nhà của mình vậy. Lời này vừa ra, tên đại hán áo tím liền sừng sốt, mà lão Tam, lão Tứ còn có cả hán tử áo vàng kia cũng cười hay lên ha ha. Tiếng cười rất là kiêu ngạo, vang vọng trong động phủ. Nhưng mà lão nhị thì hai mắt chớp lóe, lộ ra chút ngưng trọng. Còn mấy người các người nữa, giống như động phủ, cũng cho ta đi. Mạnh Hạo cười nói, hắn liền cất bước lao tới. Trong chớp mắt thân hình lão Tam, lão Tứ liền nhảy dựng lên, thân hình khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, lúc này càng lộ ra nụ cười khinh miệt. Cả hai lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhãi con, đã vào động phủ của gia gia rồi mà còn cuồng ngôn, dọa bị điên rồi à? Hai người vốn là cách Mạnh Hạo không xa, lúc này lại vọt tới, nhắm mắt đến gần bên. Ở trong lúc nhe răng cười, cả hai đang muốn triển khai pháp thuật thì Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Chỉ một tiếng ho khan, thậm chí Mạnh Hạo chỉ không cần nhìn một cái, hắn vẫn bước tới trước. Nhưng mà hai hắn tử kia lại như là đánh trúng một bức tường vô hình. Dầm một tiếng, hai người biến sắc, trực tiếp phun ra máu tươi, thân hình kịch liệt run rẩy, bị dội ra đụng phải tường đá động phủ. Cả hai lại phun ra máu tươi lần nữa, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu vi của bọn họ đã bị áp chế trong nháy mắt, giống như là trở thành phàm nhân vậy. Một màn vừa xuất hiện quá nhanh, làm cho mấy người khác không kịp phản ứng. Mạnh Hạo đã tới gần cái ghế linh thạch kia rồi. Muốn chết! Hắn từ áo vàng gầm lên giận dữ. Khi gã vọt đánh về phía trước thì lão nhị cũng vung tay một cái, một con hỏa điều lập tức bay về phía Mạnh Hạo, mà thân hình y lại nhanh chóng lui về sau. Hết thầy. Kể thì chậm nhưng mà thực tế thì trong nháy mắt, Mạnh Hạo ngay cả tay cũng không cần nâng lên, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua hắn từ áo vàng đang đánh tới. Lập tức tâm thần hắn từ áo vàng chấn động mạnh, hai mắt đau đớn, toàn thân như là mất đi lực lượng, phía trước trở nên tối sầm. Một cảm giác tuyệt vọng, không thể dãy dụa đến tức bao phủ lên người gã. Máu tươi phun ra, thân hình hắn tử lập tức là bị quấn đê, đánh vào trong thạch bích. Gã run rẩy, hai mắt tràn ngập sự sợ hãi, trong đầu gã hiện lên bộ dáng ngại ngùng, mỉm cười vô hại của Mạnh Hạo khi gặp lần đầu. Ngươi là ai? Trong nháy mắt, thể xác và tinh thần của hắn tử áo vàng đã bị sợ hãi không hình dung bao phủ. Gã không thể tưởng tượng được, người mình mang về nhà không phải là dê béo, mà lại là hung thú cắn nuốt hết thảy. Về phần hỏa điều của nhị hoàng, không đợi tới gần Mạnh Hạo thì đã tự động rung động rồi tan vỡ. Giống như trước mặt Mạnh Hạo, thuật pháp hỏa điều này chỉ giống như trò trẻ con múa kiếm. Trong khoảnh khắc, hoàng gia ngũ tiên, bốn người hoàng sợ, mà đại hán áo tím ngồi trên ghế dựa thì sắc mặt tái nhợt. Thấy Mạnh Hạo đến gần, y vặn vẹo hét lớn một tiếng, thân hình trực tiếp đứng lên, cũng như đúng lúc Mạnh Hạo liếc nhìn y một cái. Cái nhìn này rơi vào trong mắt đại hán,
như là hóa thành thế giới sấm sét trong lòng y, tiếng nổ ầm ầm như là muốn làm cho đầu óc y nổ tung vậy. Thân hình y run rẩy, một cảm giác nguy cơ sinh tử trực tiếp hiện lên. Một cái nhìn này giống như là nhìn xuyên qua một thế giới, trực tiếp hủy diệt triệt để. Trúc cơ đại viên mãn. Đại hán áo tím run rẩy, thất thanh mở miệng, lộ vẻ không thể tin nổi. Tuyệt vọng hiện lên trong lòng đại hán áo tím. Lúc này y đã tràn ngập chua xót, đã mất đi lòng chống cự. Để một trúc cơ sơ kỳ như y đối chiến với trúc cơ đại viên mãn, y căn bản không có dũng khí. Thế Mạnh Hạo bình tĩnh tới gần, đại hán áo tím vội vàng rút lui mấy bước, không chút do dự mà cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Bái kiến tiền bối. Mấy người các ngươi còn không qua đây bái kiến tiền bối đi. Đại hán áo tím gấp giọng nói. Giờ phút này y đã không còn quan tâm bối phận. Lão nhị hoàng gia run rẩy, vội vàng chạy tới vài bước, cúi đầu thật sâu chào Mạnh Hạo. Trong lòng y vô cùng sợ hãi. Vô luận thế nào y cũng không nghĩ tới kẻ mà mình luôn nghĩ là con dê con đã biến hóa nhanh chóng, trở thành hung thần ác sát đủ giết vài trăm y lần. Lão tam, lão tứ, còn có hắn tử áo vàng kia cũng run rẩy gấp gáp chạy tới ở bên người đại hán áo tím. Năm anh em nhất tề cúi đầu vái Mạnh Hạo. Kẻ đau đớn nhất chính là hắn tử áo vàng, hối hận nhất cũng là gã. Gã càng thấy được vẻ oán độc cùng hận thấu xương của đại hán áo tím khi liếc nhìn về phía mình, thấy cho trước mặt gã như là tối sầm lại, suýt nữa thì ngất mất. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, ngồi lên trên ghế tinh thạch kia, đưa mắt nhìn năm người cách đó không xa. Năm người này lúc này đứng tại nơi này mà Mạnh Hạo đứng lúc trước. Mà lão già họa sĩ ở bên thì hình như bị một màn này dọa cho ngốc tại chỗ, toàn thân sừng sốt, ngơ ngác mà nhìn. Tiền bối. Lúc này đại hán áo tím rất là khẩn trương, da đầu tê dại. Vốn muốn giải thích thì Mạnh Hạo đưa mắt nhìn tới, làm cho đại hán chấn động, thân hình không dám mở miệng. Ta thấy các người tu luyện không dễ. Tòa đạo đài thứ nhất đã bị mở ra nhiều năm. Như vậy đi, trong tay ta có một viên đan dược, có lẽ có chút trợ giúp đối với các người. Mạnh Hạo nhìn đại hán áo tím một cái, đúc tay phải nhấc lên thì trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên đan dược. Đó là một viên đan dược bình thường, người trúc cơ có thể nuốt vào nhưng mà chỉ có tác dụng rất nhỏ. Đan dược này người chuẩn bị dùng bao nhiêu linh thạch để mua? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Cái này. Đại hán áo tím nghe vậy thì liền cắn răng, trực tiếp lấy ra túi chữ vật, cung kính đặt trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hơi cau mày, cái tên đại hán liền run rẩy hơn, xoay người hung tợn nhìn bốn người phía sau. Cả đám theo nhau run rẩy, vội vàng lấy ra gia sản có được. Cuối cùng đại hán áo tím còn lấy ra toàn bộ tích chữ của bọn họ trong mấy năm này, giấu trong động phủ lấy ra tất. Cộng thêm cái động phủ này mới đổi được viên đan dược trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo rất bình thản lấy đi tất cả vật phẩm. Ánh mắt thì lại rơi trên người của hắn tử áo vàng. Người này thấy Mạnh Hạo nhìn mình thì nhất thời lộ vẻ cầu xin. Bộ dáng ngài tha cho ta đi. Mạnh Hạo mới rời mắt đi. Cuối cùng là rơi trên người của nhị hoàng gia. Lúc trước ta nghe nói các ngươi còn có trận pháp ở nơi này à? Có. Có một tòa truyền thống trận, vốn là thứ có sẵn trong động phủ này, chỉ là chúng ta vô tình phát hiện được. Nó không phải là chúng ta mở. Trận pháp này có thể dùng, có thể trực tiếp truyền tống tới một địa điểm cố định. Lão nhị hoàng gia vội vàng trả lời, không một chút giấu giếm. Một năm, một mười nói hết. Trong lòng lại cực kỳ chua xót, càng thêm oán độc đối với hắn tử áo vàng. Hoàng lão ngũ đáng chết. Người mang ai không mang, lại cố tình mang một vị lão tổ tông. Mạnh Hạo gật đầu, linh thức sớm phóng ra, cũng là biết vị trí của trận pháp kia. Lúc này hắn nhìn lại năm người, tay phải bỗng nhiên vung lên, năm anh em này căn bản không thể phản kháng, trong nháy mắt đã bị Mạnh Hạo chộp tới. Cũng không đợi bọn họ thấy điều gì, Mạnh Hạo đã thu năm người vào trong túi càn khôn, tiến vào trong thế giới của mặt nạ màu máu. Trong thế giới màu máu, miếng mỡ đồng vẫn còn đang gào dục lão tổ Lý gia. Lão tổ Lý gia thì về mặt đã tiều tụy, hai mắt vô thần, bộ dạng là sống không bằng chết, thân hình gần như tan rã. Mạnh Hạo mang theo năm anh em này xuất hiện, lập tức làm cho miếng mỡ đồng chú ý. Nó vừa liếc liền thấy được năm anh em họ sau lưng Mạnh Hạo thì lập tức là trở nên cực kỳ kích động, bỏ qua lão tổ Lý gia mà bay thẳng tới. Ác bá, ta đã cảm nhận được hơi thở ác bá. Bọn chúng đều là ác bá, bọn chúng không có đạo đức. Miếng mỡ đồng kích động bay tới gần,
vòng quanh năm tên tu sĩ họ Hoàng còn đang hoảng sợ không biết mình ở nơi nào, nó càng thêm hưng phấn. Tiền bối, mấy người này là hứa hẹn của ta lúc trước, mong tiền bối giáo dục cẩn thận để cho bọn họ thoát khỏi cái con đường tà ác đi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng gấp gáp nói: Tốt tốt tốt, người rất giữ chữ tín, ta cũng sẽ giữ lời, để ta tính toán một chút nha. Miếng Bỡ Đồng gật đầu liên tục, kích động vỗ cánh hạ xuống trên người đại hán áo tím. 1, 2, 3, biến giá bắt đầu đếm từ đại hán áo tím đến lão nhị cùng lão tam, đến khi trên người lão tứ thì nó sừng sốt một chút. 1, 2, cuối cùng miếng giá chỉ vào người hắn tựa vào, sắc mặt lập tức có chút khó coi, bộ dáng rất là nhục nhã, xoay người nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Người gạt ta! Mạnh Hạo cảm thấy ngu người. Ngươi nhìn đi, 1, 2, 3, 1, 2, đây chỉ có 2 tên ác bá, ta muốn 3 tên, ta muốn 3 tên ác bá cơ mà. Miếng giá vẫn nộ giống lên, giống như là bị người ta lừa gạt vậy. Mạnh Hạo trợn to mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, hay là cái miếng giá chết tiệt này chỉ biết đếm từ 1 tới 3. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự tiến về phía trước, nâng tay phải, nhất thời hắn từ áo vàng cùng lão tứ cùng nhau biến mất. À, lúc nãy đếm sai rồi, ngươi đếm lại đi. Mạnh Hạo nhanh chóng nói, 1, 2, 3, là 3 tên, đúng là 3 tên rồi, 3 tên ác bá. Miếng Bỡ Đồng thực sự đếm lại một lần nữa, nhất thời đã kích động trở lại. Sau khi vỗ cánh bay một vòng lên trên không trung, một chùm lôi quang liền từ trên người nó phóng ra, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không né tránh, tùy ý để lôi quang chạm vào người, dung nhập vào linh thức. Đó là lôi ý bổn mạng của ta, có thể giúp người biến hóa một lần, nhất định phải bắt tên ác bá kia cho được. Miếng Mã Đồng vừa nói xong thì đã đậu lên vai đại hán áo tím, thể hiện ra một dáng vẻ ta rất là hào hữu. Ta gọi là Cực Yếm, người tên là gì nhỉ? Đại hán áo tím sửng sốt một chút. Mạnh Hạo không đợi đối phương nói chuyện, nhanh chóng đã rời khỏi mặt nạ màu máu. Hắn có thể tưởng tượng được ra, đại hán vừa nói thì sẽ có một bể khổ đang chờ tiến vào. Trong động phủ, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt chợt lóe, lộ vẻ trầm tư. Miếng Bỡ Đồng này lại chỉ biết đếm tới 3. Việc này cần phải biết lợi dụng nhiều hơn. Trong lúc trầm tư, Mạnh Hạo liếc nhìn thấy ông lão họa sĩ đang ngây ngốc phía xa. Lão nhân này không phải là tu sĩ, chỉ là một phàm nhân. Ông lão, ông là người của thôn gần đây phải không? Ta đem ông về nhà. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua ông lão, đứng dậy nhẹ nhàng nói. Nhưng ta còn chưa vẽ tranh xong, nếu không ta vẽ cho ngươi. Ông lão như rất sợ hãi, sau khi chần chờ một chút thì mới run giọng nói, ở trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Mạnh Hạo giật mình, hai mắt hơi co lại, cẩn thận nhìn thoáng qua ông lão. Người này vô luận thế nào cũng chỉ là một phàm nhân. Sau một hồi, hắn mới gật đầu. Ờ, thế vậy phiền ông. Mạnh Hạo nói xong liền ngồi trên ghế nhìn ông lão. Ông lão hít sâu một hơi, bàn tay run lên, giơ lên, sau khi nhìn Mạnh Hạo một cái rồi bắt đầu vẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần vẽ tranh này kéo dài tới 2 canh giờ. Ở trong lúc này Mạnh Hạo không một chút kiên nhẫn, hắn nhìn về mặt tập trung của ông lão, yên lặng để mình bất động, chờ đợi đối phương vẽ xong. Cho đến một hồi lâu sau, ông lão buông bút, nhìn bức tranh trước mắt, thần sắc lộ vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo cười. Vẽ xong rồi, ngươi nhìn một chút xem có hợp không? Ông lão cười nói lộ vẻ chờ mong. Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy tới gần ông lão. Khi nhìn lên bức tranh, thấy giống thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế. Bốn phía là một mảnh núi non, không thể nói là vẽ không tốt, chỉ là so với Mạnh Hạo bên ngoài có chút khác, chỉ có 3 phần tương tự. Thật giống. Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, nâng tay chỉ vào bức tranh. Nơi này có 2 dấu là cái gì vậy? Mạnh Hạo chỉ vào một chỗ trên bức tranh, ở trên đó có 2 vệt dài, 2 dấu này rất đột ngột. Mạnh Hạo không hiểu được ý gì. Phía trên chúng ta có cái gì? Ông lão nghe vậy liền cười hỏi. Mạnh Hạo ngẩn ra, nhìn ông lão một cái, cười cười. Là trời. Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Người suy nghĩ cẩn thận. Ông lão nhìn Mạnh Hạo, nụ cười như có thầm ý. Giờ khắc này ông đã hoàn toàn khác với lúc Mạnh Hạo nhìn thấy. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu,
hai mắt chợt lóe, như là nhìn xuyên thấu động phủ, nhìn lên bầu trời bao la vậy. Sau hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu, nhưng mà hai mắt liền co rụt lại. Ông lão kia đã biến mất. Hiểu được ý niệm kiến bọc vạn năm, chọn mê hoặc tàn thân lão phù, cố theo duyên mà tới, vẽ cho ngươi một bức tranh, thân dấu bể ngạn hoa, luyện ra thiên phú mà dung vào hồn ngươi. Trong lúc phong ấn trong người thì không nên ngại, càng có thể lợi dụng thiên phú bản mệnh thảo mộc của bì ngạn hoa, cho ngươi đủ thời gian hiểu thân tàn niệm. Lão phù vạn năm nhớ một người, phàm là người được nhớ kỹ, họ quý, chàm nhân quả không thể diệt. Thanh âm tang thương quanh quẩn ở trong động phủ, rơi vào trong tai của Mạnh Hạo, làm cho hắn run rẩy toàn thân, phóng linh thức tản ra, nhưng mà hắn không phát hiện được gì. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ tinh quang, quay đầu nhìn bức tranh thì hắn ta lại run rẩy không ngừng. Trên bức tranh không phải là vẽ Mạnh Hạo, mà là một đóa bỉ ngạn. Bức tranh dữ tợn, cũng không cam lòng, như là muốn điên cuồng, nhưng mà lại như bị phong ấn khốn trụ. Tất cả ẩn chứa trong bức tranh rất là sống động. Phần trên bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ: hoa bỉ ngạn nở, trời thất sắc, hoa lạc thành tiên 1000 năm, cửa thiên môn dấu nhân quả, chém một đường tìm hỏi trời cao, vu nam thiên tinh vực, vì tiểu hữu vẽ tranh. Thủy đồng lưu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi dài, bạch mẽ ngẩng đầu, trầm mặc thật lâu, ở trong đầu hiện lên một màn ngày đó. Trong tầng mây xoáy của Tống gia, khi đứng trên đỉnh đại thụ che trời, nhìn vào hư vô xa xăm, thấy được những dòng chữ này, mà lạc quan cũng là thủy đồng lưu. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, cảm thụ cơ thể. Sau một nén nhang, hắn mở mắt, lộ ra một chút tinh quang. Hắn rõ ràng cảm nhận được độc bỉ ngạn hoa ở trong cơ thể bị một lực lượng nói không nên lời áp chế gắt gao, giống như là lâm vào ngủ say, như bị phong ấn vậy. Nhìn hiệu quả này thì còn mạnh hơn cả Xuân Thu Mộc, lại càng giống như là Mạnh Hạo hắn có đủ thời gian để giải độc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng dậy, cẩn thận trân trọng thu hồi bức tranh, ôm quyền vái một vái về nơi mà ông lão từng đứng. Đa tạ tiền bối tương trợ. Mạnh Hạo cúi đầu, ước chừng vài chục hơi thở, hắn mới đứng dậy. Đến lúc này rồi, hắn há còn không rõ ông lão kia xuất hiện tại nơi này chính là vì chờ đợi mình. Thủy đồng lưu. Hắn trầm mặc một lát, xoay người về phía mật thất động phủ. Sau khi lục lọi mọi nơi trong mật thất, những gì có thể mang đi hắn đều thu hết. Khi đứng tại bên một cái truyền tống trận, hắn cúi đầu nhìn mấy lần. Dù không có nghiên cứu gì với trận pháp, nhưng Mạnh Hạo cũng đã dùng qua vài lần. Hắn lấy linh thạch ra đặt ở trung tâm trận pháp. Không bao lâu, trận pháp phóng ra hào quang lóng lánh. Rất nhanh, những quang mang này đã bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Tiếng ù ù quanh quẩn, chấn động toàn bộ núi non, hào quang chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, mà thân ảnh của Mạnh Hạo cũng theo đó mà biến mất theo. Tiến Phong xin ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.